Cuối tháng 4, tại nhà máy xi măng Yên Bái thuộc công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái đã xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 7 người tử vong. Hơn một tuần sau, tại Đồng Nai xảy ra một vụ nổ lò hơi tại công ty gỗ Bình Minh khiến 6 người tử vong tại chỗ, 5 người bị thương. Những hình ảnh thương tâm về các vụ tai nạn lao động này là một bài học đắt giá để các doanh nghiệp, người sử dụng lao động ở các địa phương, trong đó có Thừa Thiên Huế, nghiêm túc hơn trong quy trình sản xuất. Các quy tắc về phương án khẩn cấp, giám sát an toàn cần được thực hiện nghiêm ngặt hơn, tránh các lỗ hổng để xảy ra hậu quả đáng tiếc. Anh Hoàng An trước đây làm công việc phụ thợ nề, mỗi ngày thu nhập cũng được vài 300.000 để trang trải cuộc sống. Nhưng một tai nạn bất ngờ khi đang trên công trình cách đây hơn 2 năm đã khiến anh không thể theo nghề được nữa. Sau hơn một tháng điều trị tại bệnh viện, giờ đây hai chân anh không thể phục hồi 100%, chỉ có thể đi lại nhẹ nhàng. Từ chỗ là trụ cột kinh tế gia đình, giờ đây anh chỉ có thể phụ vợ làm những công việc phù hợp với sức khỏe. Nỗi ám ảnh về vụ tai nạn lao động năm xưa vẫn còn in mãi trong tâm trí. Em không biết sao kiểu cái máy tơi đó lòng bị lỗi cái gì bằng vóc gì đấy, bằng giặt hoặc phạt lên cái người mình đựng một tay cầm cái tơi thế này. Một tay là vợi ra mà trong ngoài lấy máy á, lần vắng cái tơi là xuống dưới đất luôn, người vắng theo. Từ trên máy của tầng 2 xuống dưới đất. Thương tích là rớt xuống nó cái giang dưới là đánh vô cái mặt anh cho cái giang dưới là rách mũi. Miệng là mẫu phọt ra vậy là rực đứng, hai chân này bị gãy, cái sức lao động nè, rồi một phần là cái kinh tế nè để lo cho con cái ăn học. Bây giờ lao động mà bỏ được con thì vất vả. Có thể thấy rằng dù ở bất cứ ngành nghề lĩnh vực nào hay dù là công việc truyền thống, công nghệ hiện đại đều đang tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn lao động. Vì thế, để chủ động phòng ngừa tai nạn lao động xảy ra, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phải quan tâm thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh nơi làm việc, xây dựng kế hoạch và đầu tư kinh phí, bố trí nhân sự, kiện toàn bộ máy cho công tác an toàn vệ sinh lao động. Thừa Thiên Huế hiện nay đang có thể xem là một đài công trình với hàng loạt các dự án lớn đang thi công. Số lượng công nhân nhiều, khối lượng công việc lớn, tính chất công việc phức tạp và địa hình làm việc cũng khá nguy hiểm. Do đó, việc đảm bảo các nguyên tắc về an toàn lao động là vấn đề cần đặt lên hàng đầu. Công tác kiểm tra an toàn hàng ngày và tuyên truyền hàng ngày. Mỗi buổi sáng, tất cả toàn bộ công trường của chúng tôi đều có họp và tập thể dục khởi động buổi sáng. Sau đó họp ngắn để nhắc nhở những cái vấn đề cần chú ý về công tác an toàn lao động trong ngày. Hàng tháng thì chúng tôi cũng có tổ chức đại hội an toàn, toàn bộ công trường phải tham gia, nêu ra những cái vấn đề còn tồn động và những vấn đề cần cải tiến và những cái cá nhân hoặc là đơn vị mà làm chưa tốt thì có phê bình, nhắc nhở. Tại công trình cầu qua cửa Thường An, bên cạnh việc đôn đốc phân công công nhân hợp lý để đảm bảo tiến độ đề ra, thì đơn vị xây dựng cũng rất chú ý đến công tác an toàn lao động. Những biển báo trực quan được bố trí nhiều nơi để nhắc nhở công nhân. Bên cạnh đó, nhân viên giám sát công trình cũng thường xuyên quan sát để kịp thời phát hiện, báo cáo và xử lý các sự cố hoặc các yếu tố nguy hiểm tại công trường. Tại một công trình khác cũng có tính chất làm việc khá phức tạp là cầu Nguyễn Hoàng, thực hiện các nguyên tắc về an toàn lao động cũng luôn là tiêu chí được đề cao với phương châm người lao động là tài sản quý giá nhất. Tại công trường, tất cả công nhân đều được yêu cầu sử dụng đồ bảo hộ đảm bảo an toàn cho bản thân trong khi làm nhiệm vụ. Cả cấp quản lý như tư vấn giám sát cũng phải có nón, áo, giày bảo hộ lao động. Có người giám sát tại khu vực thi công, làm việc tại cả khu vực thiếu ánh sáng thì phải có áo phản quang, cảnh báo an toàn. Nhà thầu cũng có các chế tài nếu người lao động không tuân thủ các quy định về an toàn đã đề ra. Về vấn đề an toàn lao động và an toàn cháy nổ, nói chung là cái vấn đề an toàn trên công trường, thì vấn đề này là chúng tôi đã triển khai ngay từ trong hồ sơ thiết kế, trong hồ sơ mời thầu và đến triển khai thực tế hiện trường. Thì công tác này chúng tôi phải kiểm tra thường xuyên liên tục tập huấn và thực tế trên công trường hiện nay
thì vẫn có những cái người là luôn canh gác về cái công tác an toàn về điện, về công tác là an toàn lao động để nhắc nhở cho toàn bộ cán bộ viên chức lao động ở trên công trường đảm bảo được an toàn. Và thực tế đến thời điểm này thì vấn đề đó chúng tôi được duy trì và chúng tôi tin tưởng và hy vọng rằng cái công trình sẽ đảm bảo được cái an toàn từ thời điểm này cho đến khi là kết thúc đưa vào sử dụng. Bên cạnh công tác đảm bảo an toàn trên công trường thì một vấn đề cũng rất quan trọng trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, đó là các bếp ăn tập thể. Rất nhiều vụ ngộ độc tập thể đã xảy ra tại các nhà máy xí nghiệp. Mặc dù không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng cũng làm suy giảm sức khỏe cũng như ảnh hưởng đến doanh nghiệp trong việc bố trí nguồn tài chính để khắc phục. Thực hiện vệ sinh tại bếp ăn tập thể do đó cũng trở thành yếu tố quan trọng trong hoạt động của mỗi doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Hà đang có hơn 600 công nhân làm việc trong giờ hành chính. Mỗi ngày sẽ có một bữa ăn tập thể vào giờ trưa. Nhận thức rõ việc đảm bảo các nguyên liệu từ đầu vào là khâu quan trọng nhất để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nên ban quản lý bếp ăn đã thực hiện rất kỹ khâu này. Đối với những loại rau củ tươi đều nhập trong ngày, những thực phẩm đông lạnh cũng chỉ dùng chế biến trong thời gian nhất định, không để quá lâu. Tất cả hệ thống bếp đều vận hành bằng máy móc, chén bát được khử trùng bằng máy khử UV và luôn có tủ lưu mẫu để xác định được nguyên nhân nếu có sự cố. Nhờ thực hiện tốt việc quản lý bếp ăn nên từ ngày đi vào hoạt động đến nay, công ty chưa xảy ra sự cố nào đáng tiếc. Và việc đảm bảo an toàn này sẽ vẫn luôn là điều mà công ty lưu ý bên cạnh các nguyên tắc về an toàn lao động trên phân xưởng. Bếp Sơn Hà thì thứ nhất thì cái nguồn thực phẩm nhập vào là từ các cái nhà cung cấp uy tín và được kiểm tra kỹ trước khi đưa vào sử dụng. Thực phẩm đây chủ yếu là nhập và chế biến trong ngày. Vì một số mặt hàng, chủ yếu một số mặt hàng đông lạnh thì cái quá trình lưu trữ thì không qua một tuần. Và định lượng thức ăn thì vừa đủ để không để dư thừa và để qua ngày. Đặc biệt thì ở bếp không nhập những thực phẩm mà đã qua sơ chế và chế biến sẵn. Theo thống kê từ Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, năm 2023, cả nước đã xảy ra hơn 7.300 vụ tai nạn lao động. Theo đó, thiệt hại về vật chất và tài sản do tai nạn lao động lên tới hơn 17.000 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại về vật chất là hơn 16.357 tỷ đồng và thiệt hại về tài sản là hơn 722 tỷ đồng. Tại Thừa Thiên Huế, theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 5 vụ tai nạn trong thời gian làm việc, làm chết 5 người, giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm 2022. Cũng trong năm 2023, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã chủ trì phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiến hành 28 cuộc kiểm tra liên ngành tại 28 doanh nghiệp. Trong đó có 8 doanh nghiệp là nhà thầu thi công xây dựng tại 4 công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. Đoàn kiểm tra đã đề ra 95 kiến nghị về các giải pháp khắc phục kịp thời những thiếu sót tồn tại và xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 doanh nghiệp có hành vi vi phạm với tổng số tiền 48 triệu đồng. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, công tác an toàn vệ sinh lao động vẫn còn gặp nhiều thách thức và nguy cơ. Nguyên nhân là do số doanh nghiệp và lao động tham gia thị trường lao động ngày càng nhiều, xuất hiện các ngành nghề mới, yếu tố nguy hiểm, có hại do công nghệ, thiết bị, vật liệu, hóa chất mới. Trong đó, nhiều lao động vẫn chưa được đào tạo huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động. Trình độ công nghệ sản xuất ở một số doanh nghiệp còn thấp, dẫn tới nguy cơ mất an toàn lao động vẫn xảy ra. Tiếp tục tăng cường hướng dẫn, tập huấn, huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động, trong đó tập trung vào các ngành, nghề, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, lao động làm việc trong lĩnh vực xây dựng, vận hành các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động, là nhiệm vụ mà Sở Lao động Thương binh và Xã hội đặt ra để hạn chế tình trạng mất an toàn trên công trình. Ủy ban nhân tỉnh cũng đã có văn bản chỉ đạo và Sở tiếp tục tham mưu về phương án là quán triệt và thực hiện cách nghiêm túc công tác quản lý sử dụng các lò hơi, thiết bị áp lực nói chung cũng như là thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn nói riêng. Ngoài ra thì thực hiện đồng bộ các cái nhiệm vụ giải pháp những các nội dung theo quy định của luật an toàn vệ sinh lao động, đặc biệt là quan tâm hướng dẫn đến doanh nghiệp là xây dựng kế hoạch thì sát sao về trên cơ sở đánh giá yếu tố nguy hiểm lục hại tại doanh nghiệp và xây dựng kế hoạch phù hợp. Kế hoạch đó cũng phải đủ nội dung theo điều 76 của
luật an toàn vệ sinh lao động. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 được Thừa Thiên Huế phát động với chủ đề tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng. Một lần nữa kêu gọi mọi người, mọi doanh nghiệp, cơ quan chức năng đẩy mạnh các hoạt động biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chăm lo và bảo vệ sinh mạng, sức khỏe cho người lao động vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và xã hội. Hy vọng rằng với những bài học lớn từ các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng gần đây, các đơn vị doanh nghiệp có sử dụng lao động tại Thừa Thiên Huế sẽ chủ động cho mình các phương án để đảm bảo an toàn, qua đó thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ sản xuất và tiến độ đề ra.